Ngày ngày tháng tháng đêm mong, cuối cùng thì cái ngày mà HD Tộc đạt 50k sub cũng đã đến. Và như đã hứa từ xưa là tôi sẽ làm giveaway cho anh em. Thì này, event đã bắt đầu ở trên fanpage chính thức của kênh facebook.com/HD Tộc Anime hoặc link dưới phần mô tả video rồi nha anh chị em. Nhanh tay comment con số may mắn của mình để dinh quà về thôi. Rất nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi anh chị em. Lẹ đi thôi chứ không biết bao giờ kênh mới đủ mốc sub tiếp theo để làm event tiếp đâu nha. Chúc anh chị em may mắn. Hello anh em, trong video trước trên HD Tộc Anime, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai thế giới Afam Online và Gungay Online. Anh em đã bao giờ nghe thấy những từ như OSS, ma pháp kiếm kỹ, vũ khí huyền thoại trong anime chưa? Vậy chúng là gì và có sức mạnh như thế nào? Video này sẽ trả lời câu hỏi đó cho các anh em. Ok, cùng bắt đầu nào! À đấy, lại quên. Video này sẽ bổ sung rất nhiều thông tin lý thị thú và hay văn ho cho video về ALO. Thế nên, anh em nào chưa coi thì nhớ ghé qua HD Tộc Anime để xem đi nhá. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản về hệ thống OSS và ma pháp kiếm kỹ. Đây là hai trong số các chức năng được thêm vào tựa game ALO. Sau một bản cập nhật siêu to khổng lồ đem theo tân Encrat và trò chơi này, nhiệm vụ của hệ thống OSS ra đời là để cân bằng sức mạnh vật lý giữa các tộc. Những tộc chuyên về hỗ trợ hoặc sử dụng phép như Undyne, Spriggan sẽ không quá phế khi đối đầu trực diện các tộc chuyên về sát thương vật lý như Salamander nữa. Đối trọng với hệ thống OSS là hệ thống ma pháp kiếm kỹ, giúp bổ sung sát thương phép cho các tộc chuyên về sát thương vật lý. Đấy, mấy anh trai bên Riot nhìn mà học tập cách để cân bằng trò chơi. Cả ngày đi học đi làm mệt về, đang chơi game vui vẻ với mấy đứa bạn, tự nhiên đâu ra con chó gõ cho cả đám tập khóc tiếng mán luôn. Trở lại với chủ đề chính, hệ thống OSS, Original Sword Skill, tức là kiếm kỹ nguyên bản, là chức năng cho phép người chơi tự sáng tạo ra các kiếm kỹ của riêng mình, chứ không bị giới hạn với các kiếm kỹ có trong hệ thống nữa. Tức là một người chơi theo như lý thuyết sẽ có thể sử dụng vô hạn kiếm kỹ. Điều đó giúp cho việc chiến đấu tay đôi trở nên thú vị và khó lường hơn rất nhiều. Để tạo ra một OSS, người sử dụng chỉ cần vung vũ khí theo cách bất kỳ, nhưng để nó được hệ thống chấp nhận, OSS đó phải đáp ứng các tiêu chí cực kỳ khắt khe như tốc độ, số lượng combo và khả năng thực hiện. Ví dụ như tiêu chí tốc độ, người chơi sẽ cần phải đạt đến tốc độ vung vũ khí gần bằng với các kiếm kỹ của hệ thống, thứ đã được lập trình sẵn, điều từ được cho là không thể. Kể như đời thực mà game có mấy chức năng như vậy thì cũng hay đấy anh em ạ. Mấy chiêu võ chọc chó của tôi ngày xưa lại được tái xuất giang hồ. Dù khó, vẫn có một số người đã thành công tạo ra được OSS cho riêng mình. Đến thời điểm hiện tại trong Line Novel, chúng ta đã được biết tất cả là 6 OSS, bao gồm Volcanic Blazer, kiếm kỹ 8 chiêu được tạo ra bởi tướng quân Eugene của tộc Salamander, Starry Tear, kiếm kỹ 5 chiêu do Asuna tạo ra, Martyr's Rosario, kiếm kỹ 11 chiêu được tạo ra bởi Yuki. 3 chiêu còn lại đều là của Kirito, mô phỏng lại từ song kiếm cũ của Encrat, hiện thì vẫn chưa được đặt tên. Các OSS còn có đặc điểm là có thể chuyển giao cho người khác. Tuy nhiên thì ship này không free nhá, vì OSS cực kỳ quý hiếm, thế nên nhiều người chơi đã lợi dụng điều này để kiếm lời bằng cách tạo ra và bán OSS cho những người chơi khác. Tất nhiên đó chỉ là các OSS tầm trung với sức mạnh không quá đáng kể. Còn các OSS mạnh thì ngu gì mà bán, và chúng thường đi liền với thương hiệu của một cao thủ trong ALO. Ví dụ như tướng quân Eugene, người chơi từng được coi là mạnh nhất ALO cùng với OSS Volcanic Blazer của anh ta, cũng như tuyệt kiếm Yuki cùng với OSS Mother's Rosario. Còn thanh niên đen thùi lùi với cái tên Kirito thì giấu nghề ghê quá. Hầu hết người chơi còn chả biết tên này cũng có OSS riêng luôn đấy. Cái này thì y hệt tôi ấy. Nhìn tôi tầm ngầm giấu nghề thế này, nên chẳng ai biết tôi thất nghiệp cả. Ngoài Light Novel, trong tựa game Sword Art Online Lost Song, chúng ta còn được giới thiệu về OSS One-Handed Tear của Sumeragi, kiếm kỹ tạo ra một cánh tay và lưỡi kiếm ảo, tung ra một nhát chém với phạm vi rộng cùng sát thương lớn về phía trước dành cho Katana, và OSS Thousand Rain của Rain, kiếm kỹ tạo ra hàng ngàn lưỡi kiếm và tấn công đối thủ. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống ma pháp kiếm kỹ. Ma pháp kiếm kỹ đúng như cái tên, nó là hệ thống bổ sung sát thương phép hay còn gọi là ma pháp và các kiếm kỹ, vốn trước đó chỉ tập trung vào sát thương vật lý. Sát thương ma pháp trong ALO sau bản cập nhật ma pháp kiếm kỹ được chia làm 6 loại chính: đất, nước, lửa, gió, bóng tối và thần thánh. Mỗi harem thì có nhiều gái và mỗi kiếm kỹ có thể có nhiều thuộc tính ma pháp. Tất nhiên, việc kiếm kỹ nào sở hữu những thuộc tính nào là do hệ thống tự xác định, mặc dù nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tộc của người sở hữu nó. Chẳng hạn như tộc Salamander sẽ có ma pháp chủ đạo là lửa, tộc Undyne sẽ là nước, tộc Sylph sẽ là gió, tộc Genome sẽ là đất, tộc Im sẽ là bóng tối, tộc Leprechaun sẽ hơi thiên về thần thánh, tộc Spriggan hơi thiên về bóng tối, các tộc còn lại bao gồm Phukas, Kessit sẽ không có ma pháp chủ đạo. Thế nên theo lý thuyết, họ có thể sở hữu và sử dụng kiếm kỹ có tất cả các loại ma pháp, tuy nhiên chẳng mạnh hẳn về loại nào như các tộc còn lại cả. Ngoài các thuộc tính ma pháp tôi đã kể, sẽ có những hệ đặc biệt đi kèm với một số kiếm kỹ riêng. Ví dụ như thuộc tính set đi kèm với kiếm kỹ Lightning Fall mà Kirito đã sử dụng để tìm cái búa Mjolnir cho Freya.
Đổi lại với sức mạnh gần như hoàn hảo của các ma pháp kiếm kỹ, người sử dụng sau khi kích hoạt sẽ tiêu hao một lượng mana khá đáng kể, không khác gì các ma pháp thông thường. Và họ còn bị Akku đứng hình mất 5 giây. Lấy một ví dụ tiêu biểu cho dễ tưởng tượng nhé. Khi nhóm của Kirito đấu với hai con bò tập 16 mùa 2 anime, chúng ta thấy Kirito sử dụng một ma pháp kiếm kỹ hệ lửa, Clyde cũng sử dụng hệ lửa, Lifa sử dụng hệ gió, Lisbeth sử dụng hệ sét bổ sung thêm ánh sáng, Silica và Sinon sử dụng hệ nước. Ngay sau đó, Kirito sử dụng thêm một ma pháp kiếm kỹ nữa hệ lửa. Và rồi anh tiếp tục sử dụng chiêu Vertical Square, tứ liên kiếm kỹ của kiếm một tay. Anh em có thể thấy màu sắc sau khi kiếm kỹ này kết thúc với một ô vuông có 4 màu khác nhau, lần lượt tương ứng với lửa, nước, gió và ánh sáng. Cả nhóm tấn công thêm một lần nữa trước khi Asuna kết thúc bằng một chiêu thức mang hệ ánh sáng. Ok, cuối cùng chúng ta sẽ thư giãn một chút bằng các vũ khí lớp huyền thoại trong ALO, thứ mà bất kỳ người chơi nào cũng khao khát không thua kém gì OSS cả. Nếu các bạn để ý sẽ nhận thấy những sự tương đồng trong thế giới của ALO và thần thoại Bắc Âu, ví dụ như cây thế giới Yggdrasil, xứ sở của các tinh linh Alfheim. Vậy phải chăng có mối liên hệ nào đó giữa thần thoại Bắc Âu và các vũ khí huyền thoại trong ALO? Các bạn đoán đúng rồi đấy, hai thứ này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Sự thật đúng là hai trong số các vũ khí lớp huyền thoại của ALO có liên quan đến thần thoại Bắc Âu, lần lượt là búa Seth Mjolnir và ma kiếm Gram. Nhưng những vũ khí còn lại thì không, chúng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau chứ không chỉ mỗi mình Bắc Âu. Trước tiên là về ma kiếm Gram, đây là vũ khí huyền thoại đầu tiên được tìm thấy trong thế giới của Alfheim Online, hiện đang thuộc sở hữu của tướng quân Eugene. Chỉ sau khi trò chơi phát hành chưa đến 2 tháng, Eugene cùng thành ma kiếm đã giúp cho cả tộc Salamander xưng bá toàn ALO, lấy sức mạnh quân sự để gây áp lực với tất cả các tộc còn lại. Ma kiếm Gram được mô tả là thanh kiếm hai tay lớn màu đỏ, nó được mệnh danh là thanh kiếm mạnh thứ hai trong trò chơi, chỉ đứng sau thanh kiếm Excalibur. Thanh ma kiếm có một kỹ năng đặc biệt, đó là xuyên qua lớp phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, kỹ năng này lại không thể sử dụng liên tục. Cũng chính vì nhận ra điểm yếu này mà Kirito đã giành được chiến thắng trong trận đấu solo với Eugene. Ngoài các đặc điểm trên, thanh ma kiếm này còn yêu cầu chỉ số sử dụng kiếm hai tay từ chủ sở hữu là 950. Là 950 trên mức tối đa là 1.000, trong khi game mới phát hành chưa đến 2 tháng. Nhiều đó đủ để biết Eugene đã phải cây cuốc cực khổ như thế nào để có thể sử dụng được thanh ma kiếm này rồi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cây búa Seth Mjolnir của Captain America, à nhầm, của Thor chứ, lộ thế giới mất rồi. Búa Seth Mjolnir là vũ khí huyền thoại thứ hai được tìm thấy trong trò chơi, hệ đất thuộc sở hữu của cô thợ rèn tài năng Lisbeth. Sau khi Freya lấy lại cây búa Mjolnir, nữ tinh linh xinh đẹp đã hiện nguyên hình là một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm tên Thor. Đoạn này nhiều anh em đang lem dở thì hết hồn chi mén nha. Thor sau khi xuất hiện đã cùng với nhóm của Kirito tẩn cho Trim, vua của vùng đất băng giá một trận nhừ tử. Trước khi trở về Asgard, Thor đã tặng phiên bản Rep 11 của cây búa ban đầu cho Clyde, người đã giải thoát Freya ra khỏi lồng băng. Nhưng vì Clyde chẳng có chút kỹ năng sử dụng búa nào, anh đã đưa lại nó cho Lisbeth. Thứ ba là thanh kiếm Excalibur. Thanh kiếm Excalibur là vũ khí huyền thoại thứ ba được tìm thấy trong trò chơi, hiện đang thuộc sở hữu của Kirito. Khác với hai vũ khí trước đó, Excalibur được lấy cảm hứng từ huyền thoại về vua Arthur ở châu Âu. Theo như các câu chuyện được kể lại, Arthur là người duy nhất có thể rút thanh Excalibur ra khỏi phiến đá và trở thành vị vua hợp pháp của Vương quốc Anh. Một tích khác thì kể là vua Arthur nhận Excalibur từ một cánh tay nhô lên từ mặt hồ. Vì thế nên sau khi vua Arthur băng hà, ông đã cho người ném trả thanh kiếm xuống hồ nước. Nghe cứ quen quen đấy nhở, mấy ông chắc là không lấy cảm hứng từ tích về vua Lê Lợi của Việt Nam bọn tôi đấy chứ. Quay trở lại với chủ đề chính, Excalibur được Kirito rút ra khỏi phiến đá, nhưng vì anh không phải là chủ sở hữu nên cũng chẳng thể sử dụng được thanh kiếm. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Earth đã trao nó cho Kirito như một phần thưởng tặng riêng cho người đã rút được thanh kiếm. Thanh kiếm Excalibur là thanh kiếm mạnh nhất ALO, kỹ năng xuyên qua lớp phòng thủ của ma kiếm Gram cũng vô hiệu với thanh kiếm này. Hơi bị ăn ba anh em ạ, nhưng mà hoàn toàn xứng đáng với tên thanh kiếm đúng không? Vũ khí huyền thoại thứ tư là nhánh cây của Yggdrasil. Vũ khí này được tìm thấy trong trò chơi, hiện đã thuộc sở hữu của Berserk Healer Asuna. Nhánh cây này là ngọn của cây thế giới. Vâng, là ngọn. Nó được mô tả trong phần truyện Rainbow Bridge, có chiều dài tầm 1,5m nhưng khi lên anime thì đã bị teo lại chỉ còn khoảng 50cm. Sau khi cùng cả nhóm đột nhập thành công vào đám mây bao quanh ngọn của cây thần thế giới, Kirito cùng Asuna, Lifa, Lisbeth và Silica đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lắm với chúa tể bầu trời Raesvek trước khi bị anh ta triệu tập một cơn bão thổi bay cả bọn ra khỏi đám mây. Cơ mà ai chịu đầu hàng chứ tô đen thì không. Anh chàng đã cố gắng bám vào được cành cây cao nhất của cây thế giới, nhưng một cành cây thì không thể giữ được nam tinh linh khỏi bị cơn bão cuốn đi, và nó đã gãy. Sau khi an toàn trở về, Kirito nhận ra cành cây có những chỉ số của một vũ khí huyền thoại. Anh đã tặng nó cho Asuna như một lời cảm ơn vì cô đã luôn hỗ trợ mọi người trong thời gian qua. Ngoài 4 vũ khí tôi vừa nêu, các vũ khí còn lại chỉ xuất hiện thoáng qua trong lời kể đêm qua tôi mơ thấy một giấc mơ rất thực của các nhân vật, nhưng không rõ hình dáng vuông tròn ra sao. Anh em chịu khó tưởng tượng nhé. Còn lại, linh kiếm Kagutsuchi được mô tả là thanh katana lửa, nằm ở trong một dungeon cực kỳ nóng.
Klein đã yêu cầu Kirito cùng đi lấy thanh kiếm này như một điều kiện để anh ta tham gia thực hiện nhiệm vụ. Linh kiếm Kagutsuchi được lấy theo tên vị thần của lửa trong thần thoại Nhật Bản. Quang cung Sekina. Cái tên Sekina là một thuật ngữ xuất hiện trong kinh thánh Hebrew, có nghĩa là sự hiện diện của Chúa Trời. Quang cung Sekina được mô tả là cây cung bằng ánh sáng, xuất hiện lần đầu qua lời của Sinon khi cô cũng yêu cầu Kirito lấy cây cung đó như điều kiện để tham gia nhiệm vụ. Sau này qua ngoại truyện Chromatic Colors, Sinon được xác nhận là đã sở hữu cây cung này bằng cách tiền nhiều để làm gì mua trực tiếp luôn anh em ạ. Đấy, các chú cứ lằng nhằng rút kiếm ra khỏi đá với chẳng bẻ nhanh kết thân cái gì, nói chuyện với tiền của chị có phải nhanh không? Và vừa rồi là tất cả những gì về hệ thống OSS, hệ thống ma pháp kiếm kỹ và các vũ khí huyền thoại trong AOO. Video tất nhiên không thể tránh khỏi sai sót. Nếu anh em nhận thấy có vấn đề gì thì comment bình luận xuống dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo về SAO trên HD Tộc. See ya!